Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay ngày 15 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đầm Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá kết quả công tác kiểm sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của ngành kiểm sát trong năm 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Năm 2021, ngành kiểm sát nhân dân tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng quyền công tố, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đặc biệt, chú trọng làm rõ nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, kiến nghị với cơ quan chức năng nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong ngành. Năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai quyết liệt các biện pháp trong công tác chỉ đạo điều hành nên đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã kiểm sát giải quyết gần 1.600 tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết gần 1.500 tin, đạt 94%. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra trên 1.200 vụ, gần 2.000 bị can. Thực hành quyền công tố trên 1.100 vụ với trên 1.800 bị can đã giải quyết trên 1.100 vụ với trên 1.800 bị can, đạt 99,5%. Không có trường hợp đình chỉ do không phạm tội hoặc đình chỉ không đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát xét xử theo trình tự sơ thẩm gần 1.200 vụ với gần 1.900 bị cáo. Kiểm sát xét xử theo trình tự phúc thẩm 89 vụ với gần 120 bị cáo. Phối hợp với tòa án, tổ chức 158 phiên tòa rút kinh nghiệm công tác kiểm soát tư pháp khác, nhất là công tác kiểm soát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được tăng cường, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm. Chất lượng kháng nghị, kiến nghị được nâng lên, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Sở xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, bước sang năm 2021, ngành xây dựng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2020, khẩn trương xây dựng các chương trình kế hoạch công tác chuyên ngành, bám sát các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh đặc biệt hoàn thành các quy hoạch xây dựng trọng tâm đảm bảo tiến độ chất lượng ra soát lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã thị trấn để xây dựng kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy hoạch nhất là ở địa bàn khu vực thị trấn trung tâm của các huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện tăng cường công tác thực hiện và quản lý hoạt động xây dựng theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định. Năm 2020, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh, đã triển khai thực hiện các quy hoạch trọng tâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư, công tăng thẩm tra thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tiếp tục được coi trọng, góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Trong năm 2020, thanh tra sở đã hoàn thành 6 cuộc thanh tra, xử lý thu hồi, kiến nghị cắt giảm về kinh tế do nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế với tổng số tiền thu hồi trên 227,4 triệu đồng. Số tiền khi quyết toán phải cắt giảm trên 52,2 triệu đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính có những tiến bộ vượt bậc. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đã được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Chiều qua ngày 14 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021. Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiên tai hoành hành, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp về tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn được an toàn hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất huy động cho vay và phí dịch vụ. Chất lượng dịch vụ ngân hàng liên tục được đổi mới và nâng cao. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở thanh toán, ứng dụng rộng rãi các sản phẩm, phương thức thanh toán mới, hiện đại, đảm bảo an toàn bảo mật. Như vậy tổng nguồn vốn huy động của ngành ngân hàng đến cuối năm 2020 đạt 78.050 tỷ đồng, tăng 12.207 tỷ đồng, bằng 18,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay thương mại và chính sách đạt 69.663 tỷ đồng, tăng gần 6.230 tỷ đồng, bằng 9,8% so với đầu năm 2020. Nợ xấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 646 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,93% tổng dư nợ cho vay, đảm bảo duy trì ở mức dưới 2% theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các tổ chức tiến dụng đã thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với dư nợ 3924 tỷ đồng. Trên cơ sở chỉ tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12% tín dụng tăng khoảng 12%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3%. Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng trưởng tín dụng phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và kế hoạch hội sở chính các tổ chức tín dụng giao cho các chi nhánh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai cơ chế chính sách, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tăng cường công tác thanh tra giám sát, phòng chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Quản lý chặt chẽ hoạt động quỹ tín dụng trên địa bàn, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng kết công tác Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2020, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động của ngành, đảm bảo công tác quản lý triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, đảm bảo duy trì phát triển ổn định trên các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch phục vụ chào mừng các sự kiện ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Các hoạt động chuyên ngành và hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp an toàn, phù hợp, hạn chế được các biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo đúng chỉ đạo của chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục thường xuyên cập nhật, theo dõi và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm ngày UNESCO ghi danh thực hành tín ngưỡng thở mẫu tam phủ của người Việt trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân. Trước những thành tựu đạt được của đất nước và của tỉnh trong thời gian qua, niềm tin của cán bộ đảng viên nhân dân dành cho đảng càng thêm vững chắc. Thưa quý vị, thưa các bạn, càng gần đến ngày khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của đảng, với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân đều mang trong lòng sự hồi hởi, phấn khởi và niềm xúc động trước ngày hội lớn của non sông đất nước. Trước những thành tựu đạt được của đất nước và của tỉnh trong thời gian qua, niềm tin dành cho đảng càng thêm vững chắc với những cựu chiến binh phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, được cả bên đồng đội cùng hồi tưởng lại những kỷ niệm ký ức của một thời thanh xuân, cùng chia sẻ cảm nhận về quê hương đất nước, yên bình phát triển trong thời kỳ cách mạng mới mà chính họ và lớp lớp thế hệ cho anh đã cống hiến, hy sinh máu xương để giữ gìn, bảo vệ, dựng xây. Trước thêm năm mới 2021 và hướng tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, những cảm xúc trở nên thật đặc biệt cùng bao vững tin và kỳ vọng. Thế tiến tới Đại hội Đảng Lần thứ 13 thì cả nước rất trông chờ rằng là phát huy những cái kết quả đạt được của Đại hội Đảng thứ 12. Và trong cái Đại hội Đảng lần thứ 12 này thì chúng ta thấy chúng ta làm rất nhiều việc. Và trong đó thì theo tôi là cái chỉnh đốn đảng chúng ta làm rất là chặt chẽ. Và điều đó thì chúng ta trông chờ là công tác chuẩn bị của Trung ương rồi Đại hội các cấp ở địa phương. Đấy chính là một cái điểm để chúng ta tiến tới Đại hội Đảng thứ 13 thành công và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ bầu ra được một ban chấp hành trung ương, bầu ra được bộ chính trị đủ sức để đưa đất nước tiếp tục cất cánh. Năm 2020 đã để lại nhiều dấu ấn đối với tỉnh Nam Định trong bối cảnh đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Bước sang năm 2021, trước thềm Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đông đảo nhân dân Nam Định, dù ở bất cứ địa phương nào, cũng đều chung sự đoàn kết hướng về Đại hội. Để hướng tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 tới đây, thì đồng bào công giáo trong cả nước nói chung, đặc biệt đồng bào công giáo của xã Hải Chính, Chúng tôi nói riêng thì rất đang hồ hởi phấn khởi và chào đón một cái đại hội đảng là một sự kiện chính trị rất trọng đại của đất nước nói chung cũng như là đồng bào công giáo nói riêng thì bà con giáo dân nói chung và công giáo chúng tôi thì cũng rất kỳ vọng một cái thành công của đại hội là một cái đường gió mới để trong cả nước đặc biệt là đồng bào của công giáo và cũng mong rằng đại hội cũng có nhiều cái chính sách để quan tâm tới các xã ven biển là công giáo. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 25 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Hơn lúc nào hết, đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đặt niềm tin phấn khởi và mong chờ vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này sẽ tiếp tục tạo những bước chuyển biến và đột phá lớn cho đất nước trong những năm tới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Năm 2020, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.400 tỷ đồng. Công ty cổ phần dệt lụa Nam Định giữ được mức tăng trưởng nhẹ để vượt qua thách thức, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Năm 2020, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng. Đến nay, 100% các xã phường thị trấn được phủ sóng điện thoại di động 2G, sóng 3G, 4G trong đó có trên 1.100 trạm 2G, trên 1.300 trạm 3G và trên 1.300 trạm 4G. Nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới phát triển như MyTV, NetTV, Mobile Banking, Mobile Internet, giải trí, thương mại, quảng cáo, thuê kênh riêng. Tổng số thuê bao điện thoại ước đạt gần 2 triệu thuê bao, mật độ 109 thuê bao trên 100 dân. Trên địa bàn tỉnh có 4 doanh nghiệp tham gia cung cấp mạng Internet cố định, với tổng số thuê bao internet băng rộng cố định năm 2020 ước đạt 253.000 thuê bao. Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ kịp thời, hiệu quả sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, bảo đảm đáp ứng các nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân tỉnh, doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm 2020 đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ mục tiêu kế hoạch của ngành dệt may cả nước trong năm 2020 đã bị phá vỡ. Trong khi cả tập đoàn dệt may Việt Nam chỉ đạt chưa đến 80% kế hoạch, thì công ty cổ phần dệt lụa Nam Định vẫn đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời giữ được mức tăng trưởng nhẹ để vượt qua thách thức. Trước dự báo về diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong năm 2021, ngành dệt may cả nước khó có thể đưa ra những giải pháp sản xuất kinh doanh ổn định nhằm tạo được sự tăng trưởng đột phá. Những người lao động tại công ty cổ phần dệt lụa Nam Định đã có đủ việc làm trong quý 1 và đang được lên kế hoạch cho thời gian sau đó. Với công ty cổ phần dệt lụa Nam Định, giữ được đủ việc làm cho lực lượng lao động ngót 600 người là một nỗ lực lớn của lãnh đạo doanh nghiệp. Những công nhân như chúng tôi làm việc ở công ty cổ phần dệt lụa Nam Định thì gần như chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19 tại vì là chúng tôi được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cơ quan tổng giám đốc với các ban lãnh đạo nên là chúng tôi vẫn có công ăn việc làm ổn định không có cá nhân nào phải nghỉ việc vì Covid-19 và thu nhập của chúng tôi thì hiện tại bây giờ là cao hơn so với bình quân năm 2019. Công ty cổ phần dệt lụa Nam Định là một trong số những doanh nghiệp thuộc tập đoàn xe máy Việt Nam có thể nhanh chóng thích nghi với tình hình và kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng để đảm bảo việc làm cho người lao động ngay khi vừa xảy ra dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Bộ Y tế, doanh nghiệp đã tham gia nghiên cứu và sản xuất, cung cấp số lượng lớn khẩu trang kháng khuẩn cho thị trường. Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm ngoái, doanh nghiệp đã hoàn thành đơn hàng hơn 1 triệu 400 000 mét vải bao y tế xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Đây là một kỷ lục chưa bao giờ doanh nghiệp này có thể thực hiện được. Nhưng trên thị trường Nhật Bản, giá trị xuất khẩu các mặt hàng len và pha len dùng may vest của công ty lại giảm đến 50%. Để bù đắp doanh thu từ thị trường trong nước, công ty cổ phần dệt lụa Nam Định chú trọng đa dạng hóa sản phẩm theo mọi phân khúc, đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng thành phẩm nhằm tìm kiếm thị trường xuất khẩu ngay trong nội địa nhờ bắt tay với các doanh nghiệp may xuất khẩu để cung cấp vải chất lượng cao dành cho thị trường này. Năm 2020 thì chúng tôi đã ổn định được việc làm của cán bộ công nhân viên là không có bộ phận nào là thiếu việc làm. Về thu nhập thì chúng tôi cũng ổn định được cho cán bộ công nhân viên. Và kết quả là năm 2020 thì chúng tôi đạt là doanh thu là 451 tỷ. Tăng trên 20% so với năm 2019. Thì có thể nói là trong cái bối cảnh mà hầu hết các doanh nghiệp là giảm sút doanh thu nhưng mà ra lụa thì chúng tôi là vẫn duy trì được cái ổn định nhưng mà lại còn có phát triển sản xuất. Thì có thể nói đấy là cái cái thành tích nổi bật của dệt lụa trong năm 2020 về thu nhập thì của cán bộ nhân viên thì chúng tôi là năm 2020 chúng tôi đạt là trên tám triệu hai một đầu người mà trong khi năm 2019 thì chúng tôi chỉ đạt có bảy triệu tám một đầu người. Thì như vậy là về tiền lương và thu nhập của cán bộ nhân viên cũng tăng và dự kiến là năm nay chúng tôi có cái tháng lương thứ 13 cho cán bộ nhân viên là bình quân dự kiến là khoảng 10 triệu cho một người với mục tiêu có một nửa doanh thu từ thị trường xuất khẩu, công ty cổ phần dệt lụa Nam Định đã chuẩn bị những bước tiếp theo, ngay cả trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường. Thêm một tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp ở đầu năm 2021 khi những đối tác truyền thống tại Nhật Bản đã cam kết khôi phục toàn bộ thị trường nhập khẩu như trước đây. Việc đưa những mặt hàng cao cấp vào được thị trường Nhật cũng là một bước tiến quan trọng cho phép doanh nghiệp đặt ra mục tiêu xa hơn, hướng đến các thị trường có quy mô lớn nhờ những hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện quan trắc môi trường ở 22 làng nghề. Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tọa đàm xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam, thực tiễn và giải pháp công nghệ hỗ trợ. Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã thực hiện quan trắc môi trường ở 22 làng nghề trong nhóm ngành nghề thuộc loại hình sản xuất có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả quan trắc môi trường ở 22 làng nghề và kết quả quan trắc hiện trạng môi trường định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh cho thấy nước thải sản xuất được thải chung với nước thải sinh hoạt của các hộ dân cùng xả ra kênh mương thoát nước của địa phương, sau đó thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm cục bộ lưu vực sông nội đồng chảy qua các làng nghề. Về nước mặt khu vực làng nghề đang trong tình trạng ô nhiễm ở từng thời điểm, một số thông số kỹ thuật vượt quy chuẩn cho phép như COD, BOD, phosphat nhưng ở mức độ khác nhau. Ngoài ra, môi trường nước mặt tại một số làng nghề cơ khí còn bị ô nhiễm bởi kim loại như chrom dioxide, sắt ô nhiễm môi trường không khí tại các làng nghề chủ yếu là ô nhiễm bụi khí độc hơi kim loại mùi và tiếng ồn tại một số làng nghề ô nhiễm mùi vẫn xảy ra và rất khác nhau về chủng loại mức độ phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất của làng nghề các làng nghề chế biến nông sản tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường chỉ xảy ra theo thời điểm không liên tục nồng độ bụi tại các làng nghề chưa có dấu hiệu vượt quy chuẩn cho phép tiếng ồn tại các làng nghề cũng tương đối cao nhất là tại các làng nghề cơ khí tái chế kim loại Tiếng ồn đã vượt quy chuẩn cho phép. Thực trạng môi trường làng nghề đặt ra cho các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh phải nhận diện nguyên nhân và tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tìm ra các biện pháp chung tay bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh nội dung tập huấn gồm các nội dung công tác chỉ đạo và triển khai nội dung bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các cơ sở giáo dục công tác giáo dục bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục tổng kết đánh giá các ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các cơ sở giáo dục về việc bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động stem Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham gia góp ý vào sự thảo quy trình quản lý các nhiệm vụ giáo dục, bảo vệ môi trường của ngành giáo dục đào tạo. Thảo luận về thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, các mô hình hay, cách làm mới tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Trường Đại học Mở Hà Nội phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Nam Định tổ chức tọa đàm xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam, thực tiễn và giải pháp công nghệ hỗ trợ phát biểu đề dẫn gợi mở vấn đề cần thảo luận tại chương trình tọa đàm đại diện trường đại học mở hà nội nhấn mạnh xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng không chỉ với ngành giáo dục mà của toàn xã hội chủ tịch hồ chí minh từng mong muốn học tập của người dân luôn luôn được thúc đẩy từ những lớp học bình dân học vụ nay đã có các văn bản nghị quyết của đảng nhằm thúc đẩy xã hội học tập tạo điều kiện để người dân có cơ hội học tập suốt đời thảo luận về vấn đề xây dựng xã hội học tập ở việt nam thực tiễn và giải pháp công nghệ hỗ trợ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho rằng xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn và ngày càng phát huy hiệu quả. Vấn đề cần quan tâm là phát triển công dân học tập. Các trung tâm giáo dục thường xuyên có vai trò quan trọng trong phát triển xã hội học tập, công dân học tập và thúc đẩy học tập số. Thông qua tọa đàm nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Nam Định và các địa phương lân cận là những đơn vị hợp tác tin cậy trong quá trình đào tạo nhân lực từ xa của Trường Đại học Mở Hà Nội. Nhân dịp này, Trường Đại học Mở Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã khánh thành phòng học công nghệ đa năng tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.